Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm cá hô nha các bạn ơi. Rồ, mình sẽ tô màu sản phẩm cá rô nha. Cá hô. Bây giờ mình sẽ tô phần cá núi nha các bạn ạ. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm hai anh em nhà cá nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm con cua vui vẻ. Như vậy là sản phẩm của mình, sản phẩm cá rô của mình đã kết thúc nha. Mình xin chào tất cả các bạn. Sản phẩm con cua vui vẻ của mình đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn. Còn đây là sản phẩm hai con cá của mình đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm cá hô nha các bạn ơi.
rô. Mình sẽ tô màu sản phẩm cá rô nhá. Cá hồ. Bây giờ mình sẽ tô quần cá núi nha các bạn ạ. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm hai anh em nhà cá nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm con cua vui vẻ. Như vậy là sản phẩm của mình, sản phẩm cá rô của mình đã kết thúc nha. Mình xin chào tất cả các bạn. Sản phẩm con cua vui vẻ của mình đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn. Còn đây là sản phẩm hai con cá của mình đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn.